Các em thân mến, hôm nay chúng ta sẽ giải đề thi của trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, đề thi lần 2, đề thi thử Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Ở phần số 1 thì các bạn sẽ đánh dấu vào chữ cái ABC hoặc D trên tờ giấy trả lời của các bạn để chỉ ra từ khác với ba từ còn lại về vị trí dấu nhấn chính trong mỗi câu hỏi dưới đây. Theo các bạn thì ở câu số 1 chúng ta sẽ chọn đáp án gì? Rồi câu A mình sẽ đọc là enroll. Từ này nhấn âm mấy đây các bạn? Nhấn âm 2. Enroll. Câu B mình sẽ đọc là promote, cũng nhấn âm 2 luôn. Câu C, require, nhấn âm 2. Và câu D, danger, nhấn âm 1. Các bạn nhớ nhé, những âm nhận dấu nhấn sẽ được đọc to hơn, rõ hơn. Enroll, promote, require và danger, danger, nhấn âm 1. Còn lại ABC, nhấn âm 2, câu 1 chọn D. Các bạn thấy đáp án A, enroll, động từ, ghi danh. Câu B, promote, động từ, thúc đẩy. Câu C, require, động từ, yêu cầu. Câu D, danger, danh từ, mối nguy hiểm. Các bạn lưu ý một điều này, danh từ hai âm tiết, dấu nhấn thường đặt ở âm đầu. Còn đối với động từ hai âm tiết thì dấu nhấn thường nằm ở âm 2. Rồi bây giờ các bạn sẽ tìm đáp án cho câu số 2 nào. Câu A chúng ta sẽ đọc là optimistic, optimistic. Khi có đuôi x thì sao các bạn? Dấu nhấn sẽ đặt trước cái âm đó, cái âm mà trước đuôi x đó. Mystic. Đuôi x này không nhận dấu nhấn mà sẽ dấu nhấn nằm ở trước cái âm đó nha. Optimistic. Được chưa? Cái âm đứng trước âm x sẽ nhận dấu nhấn. Câu B, diversity. Diversity. Chúng ta thấy đuôi et. Khi các bạn thấy đuôi ET này thì đuôi này không nhận dấu nhấn mà dấu nhấn sẽ nằm ở trước đó một âm tiếp. Diversity, dấu nhấn trước âm ET. Câu C, environment. Và câu D chúng ta đọc là assimilate, assimilate. Chúng ta có thêm một nguyên tắc nữa, đối với những từ có âm 8, dấu nhấn sẽ nằm ở âm 3 từ dưới lên. Có nghĩa là chúng ta sẽ đếm ngược bắt đầu từ âm 8. Assimilate, âm A đúng không? 1, 2, 3. Âm số 3 nhận dấu nhấn từ cuối lên. Các bạn rõ chưa? Assimilate. Âm nhận dấu nhấn sẽ đọc to và rõ hơn. Rồi câu A nhấn âm mấy đây các bạn? Optimistic, optimistic. Nhấn âm 3, optimistic. Nhấn 3. Câu B, diversity, diversity. Nhấn âm. Câu C, environment, environment. Nhấn âm 2. Environment. Và câu D, assimilate, assimilate. Nhấn âm 2. Đáp án sẽ là A, nhấn âm 3, optimistic. Optimistic, tính từ, lạc quan. Diversity, danh từ, sự đa dạng. Environment, danh từ, môi trường. Assimilate, động từ, tiêu hóa kiến thức hoặc là đồng hóa. Ở phần số 2 thì các bạn sẽ tìm cái từ có phần gạch chân khác với ba từ còn lại về mặt phát âm trong mỗi câu hỏi dưới. Câu hỏi số 3 kiểm tra các bạn về cách đọc đuôi ed thì có rất nhiều cách. Tuy nhiên cô nghĩ cách đơn giản là mình sẽ gì đây? Bỏ đuôi ed, đưa về dạng nguyên mẫu trước và đọc xem những cái đuôi nó khác nhau cái gì, từ nào khác thì mình sẽ chọn từ đó, đúng không? Khi đưa về dạng nguyên mẫu thì chúng ta sẽ có bốn từ này. Từ thứ nhất sẽ đọc là terrify. Ở đây, terrify, khi đọc ba âm tiết này thì các bạn thấy dây thanh quản rung đúng không? Đặt tay vào phần cổ của mình sẽ thấy dây thanh quản rung. Từ số 2 mình sẽ đọc là influence. Các bạn thấy cái hai cái đuôi có gì khác nhau không? Một cái là phi âm I, phi, thì dây thanh quản rung đúng không? Còn từ influence, âm cuối cùng là âm S. Khi các bạn đọc âm S thì dây thanh quản không rung, đây là âm vô thanh. Các bạn thấy hai đuôi này khác nhau rồi đúng không? Đáp án sẽ nằm một trong hai đáp án này. Đó. Giả sử các bạn không biết đọc câu C, các bạn bỏ qua. Câu D thì sao? Câu D mình sẽ đọc là a company. A company. Các bạn thấy tất cả các âm phát ra đều làm cho dây thanh quản rung đúng không? Vậy câu B là đáp án này. Influence. Cái đuôi đọc khác nhất. Rồi nếu như các bạn thấy những từ mà có âm cuối cùng là âm vô thanh khi thêm ed sẽ đọc là âm t. Ví dụ mình đọc là influenced, được chưa? Influencer t nha các bạn, âm t. Các từ còn lại mình sẽ đọc là âm d. Terrified, averaged,
accompanied. Ở đây khi bỏ ed thì chúng ta sẽ có các động từ nguyên mẫu và có nghĩa là gì? Terrified, tức là làm hoảng sợ. Influenced, ảnh hưởng. Average, tức là tìm số trung bình. Accompany, đồng hành. Câu số 4. Các bạn thấy phần gạch chân thứ nhất đọc là gì? Identify, âm I đúng không? Câu B đọc là final, âm I. Câu C đọc là applicant, âm I, li. Applicant, âm I này. Và câu D đọc là decide, âm I. Vậy câu 4 chọn C đọc là âm I, còn lại đọc là âm I. Chúng ta có câu A động từ identify, nhận dạng. B final, tính từ cuối cùng. C applicant, danh từ người nộp đơn. Và D decide, động từ quyết định. Phần số 3 thì chúng ta sẽ tìm những phần gạch chân cần được sửa lỗi trong những câu hỏi sau đây. Câu hỏi số 5. Các bạn thấy hai câu đơn này được nối với nhau bằng dấu phẩy. Anh ấy đã mua rất nhiều sách, nhưng mà anh ấy chưa đọc cái quyển nào trong số chúng. Và chúng ta thấy cái điểm chung ở đây là những quyển sách, đúng không? Câu này liên quan tới kiến thức về đại từ quan hệ. Phần mà chúng ta cần phải sửa đó là đáp án C. Từ them mà chúng ta sẽ sửa lại là which. He bought a lot of books, none of which he has ever read. Câu số 6, đáp án của chúng ta sẽ là gì đây các bạn? 3 giây suy nghĩ. Đáp án của chúng ta là A. Và các bạn có thể giải thích vì sao được không? Các bạn thấy là a few có nghĩa là một vài. A few thì đi với danh từ đếm được số nhiều. Còn a little, một ít, sẽ đi với danh từ không đếm được. Chúng ta có ví dụ là a few weeks, một vài tuần. Weeks, danh từ số nhiều, đếm được. Còn ở bên dưới là gì? A little water. Water là danh từ không đếm được. Water, nước, là không đếm được, đúng không các bạn? Ở đây chúng ta thấy a few evidence. Evidence, bằng chứng, đây là danh từ không đếm được mà người ta lại dùng a few là sai, đúng không? Và chúng ta sẽ sửa lại là a little. A little evidence. There is a little evidence that the children in language classrooms learn foreign languages any better than adults in similar classroom situation. Có một ít bằng chứng cho thấy rằng trẻ em trong những lớp học ngôn ngữ thì học ngoại ngữ tốt hơn những người lớn trong những tình huống lớp học tương tự. Các bạn quan sát lại cái cụm đây. The theory isn't sounding persuasive anymore. Các bạn thấy là từ sound được chia ở thì gì đấy các bạn? Chúng ta có be này, cộng đồng tên xem in. Ở đây là chia ở dạng thì tiếp diễn. Vậy là sai. Từ sound không được chia ở tiếp diễn. Các bạn lưu ý là các động từ chỉ trạng thái như là gì? See, hear, smell, taste, sound thì không dùng ở thì tiếp diễn. Trong câu này dùng ở tiếp diễn là sai. Cái phần isn't sounding này chúng ta sẽ sửa lại là doesn't sound. Đó, chúng ta sẽ sửa lại là doesn't sound. Lúc này được chia ở thì hiện tại đơn. Được chưa? Hiện tại đơn có dấu hiệu là anymore. Anymore thường dùng trong thì hiện tại đơn. The theory doesn't sound persuasive anymore because it has been opposed by many scholars. Cái học thuyết này nghe có vẻ không thuyết phục nữa bởi vì nó đã bị phản đối bởi rất nhiều học giả. Chúng ta có từ theory, danh từ học thuyết. Persuasive, tính từ thuyết phục. Opposed, phản đối ha. Khi chúng ta bỏ đi thì động từ này sẽ ở dạng nguyên mẫu. Và scholars, các học giả. Khi bỏ S thì chúng ta sẽ đưa cái từ này về số ít, đây là danh từ. Câu số 8, mình chọn đáp án C. Mình có cái cụm từ là attention seeking behavior, tức là hành vi tìm kiếm sự chú ý của người khác. Đáp án C phù hợp về nghĩa. Các bạn biết là có rất nhiều em bé thích được chú ý bởi người khác, đúng không? The babysitter has told Billy's parents about his attention-seeking behavior and how he starts acting as soon as they leave home. Câu này có nghĩa là người giữ trẻ đã nói với bố mẹ của Billy về cái hành vi tìm kiếm sự chú ý của cậu ấy và cái cách mà cậu ấy bắt đầu hành động ngay khi bố mẹ rời khỏi nhà. Chúng ta có từ
Babysitter, danh từ là người giữ trẻ. Behavior, danh từ hành vi.